chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại kênh Vlog của Linh. Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ kênh Linh. Linh chúc tất cả cô chú ngày mới học tập làm việc thật là vui vẻ nha. Đây chào Linh. Hello, chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Đó thì hôm nay thì ghi cháu Linh từ Bình Tây chạy xuống Bình Châu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì hôm nay chạy xuống thì từ Bình Tây chạy xuống mấy hải lý Linh? Chạy xuống 11 hải lý nghe các nhà, độ sâu cũng nó là 16 mét, 16 mét nghe các nhà. Đó thì từ cái cửa Bình Tây chạy xuống cửa Bình Châu, mà từ cửa Bình Châu ra thì chỗ điểm lặn thì 8 hải lý. Còn từ bình cửa Bình Tây chạy xuống điểm lặn thì 11 hải lý nha. Nước độ sâu thì 16 mét. Linh mời tất cả cô chú anh chị theo chân Linh cũng như anh em để tiếp tục lặn biển tại cửa Bình Châu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cả nhà, anh em mới dậy ăn cơm sáng nè. Có em Sơn, cháu Trọng, em Kỳ, em Quẩn, cháu Khâm, cháu Kina, cháu Đốm này. Bữa cơm này, bữa cơm sáng của anh em là những món ớt xào lăng, thịt heo giam, cá gà chiên, gà chiên tiểu đục cá mà. Đó, mời tất cả cô chú anh chị ăn cùng anh em nha. Rồi tiếp tục đi lặn biển. Đó, còn em Mỹ thì ăn xong rồi, giờ sửa soạn vô đồ lặn nha. Chào cả nhà. Rồi sau bữa cơm thì anh em sửa soạn chuẩn bị đồ lặn nha cả nhà. Em Sô đang vũ móc nè. Đây là gọi móc 1. Đó, bên kia em vẫn cũng đập làm móc 1 nha. Rồi ghen không có điểm rồi cả nhà. Nước hôm nay có vẻ hơi xanh cả nhà. Mới nhảy xuống thì có những cái lợn bợn xanh lá cây rất nhiều luôn. Nước điểm này rất là lạnh luôn. Giờ này Linh nghe cảm giác được cả nhà. Xuống độ sâu chừng nào thì nước nó tối chừng đấy. Một con mai đầu tiên. Điểm này mai cũng rất là to. Đây có một con bạch tuộc đang nằm trong cái vỏ sò mai chết này. Con bạch tuộc đây cũng khá là to, nhưng nó đang ấp trứng nha, nên sẽ không bắt. Một con sò mai giấy. Tiếp tục là một con sò mai giấy nữa. Đây một con ốc có nhiều cái gai nhọn rất là đẹp luôn. Nhưng con ốc này thì Linh không có biết tên nó. Như là một cây châm cài tóc vậy. Rất là đẹp. Bên này có một cây bông trắng, nó giống như một cái bắp cải vậy, cũng khá là đẹp nha. Đây mánh một con sò ngao, còn gọi là ngao lũ. Ngao này cũng mắc mùa cũng gần một năm rồi cả nhà. Đây là một cái mô nó nè. Bên này không có, bên này nó nằm bên đây. Wow, ngao đây còn gọi là ngao châu Phi vì nó rất là to mà nó đen nữa nha. Ngao đây rất là đắt tiền luôn. Đây tiếp tục là một con nữa. Đây con ngao nó nằm ngay đây nè cả nhà. Lặn kinh nghiệm thì sẽ biết nó nằm bên trái hoặc bên phải. Đây ngao rất là to nha.
một con mực nam mini. Đây tiếp tục là một cái mánh nữa nè, một con nữa. Đó, ngao rất là to luôn nha. Đây bên đây hai con luôn. Tiếp tục là một con mai giấy rất là to. Hơn một gang tay của Linh luôn. Đây, một con nữa nè. Đó, hai cái giòi của nó nè, nó nằm bên đây. Lặn một thợ lặn kinh nghiệm thì sẽ biết nó nằm bên nào. Nó ngao rất là đen nên gọi là ngao châu Phi nha. Đó, một con nữa. Đây một con nữa nè, do cái luồng bụi nó vô rất là tối luôn. Đó, một con nằm trong luồng bụi. Hy vọng là hôm nay gặp ngao lụa này bắt rất nhiều nha. Được bội thu ngao lụa nha. Đây một con nữa. Hôm nay thì đi thả nhâm mũ nhưng mà gặp cái luồng ngao lụa. Một con mai sập nữa nè. Đó, tiếp tục là một con mai giấy. Đây, mánh ngao lụa tiếp. Một cái mánh thiệt đó. Và cái mánh giả này thì nó nằm chỗ này. Đó, phải canh được nó nằm ở đâu, móc nó là nhanh nha. Lấy nó mới đạt. Tiếp tục là con ngao lụa tiếp. Đây, một con ốc gai nữa. Với một con sò mai sọc to luôn. Con ốc gai này nên sẽ không bắt, nên sẽ thả thôi. Nước hôm nay vẫn còn xanh. Đây một con bạch tuộc này. Mọi người thông cảm vì cái nguồn nước dưới đây rất là khó hiểu nha. Lúc xanh, lúc vàng thôi. Tiếp tục là một con ngao châu Phi. Ngao láng, ở Linh gọi là ngao láng nha. Đó, một cái mánh thiệt nó nè. Nó chào và con sò nó nằm bên đây. Nó có một cái mô, gọi là mánh mô. Nó nổi cái gò lên. Mình biết nó nằm ở đâu, lấy nó mới nhanh. Đó, giờ nước nổi màu lại nè. Rất là sáng. Một con sò liếu rất to. Lúc này thì những cái trứng bán này, trứng bán này rất là lạnh, nếu mà nó bể ra nữa thì nước càng lạnh thêm nha. Nên anh em thợ lặn sợ nhất là cái luồng nước bán này, nó rất là lạnh luôn. Đây một con sò diễm. Sò diễm này lúc trước rất là nhiều luôn, nên giờ này nó mất mùa cũng hơn chục năm rồi. Sò diễm này chạy ra nấu cháo ăn là rất là ok. Đó, giờ nước đổi màu xanh lại, bây giờ đổi màu tiếp, liên tục luôn. Ốc móng tay, sò móng tay có nơi gọi là ốc móng tay. Nơi đây thì có ghe đã lặn qua và lấy vòi nước xịt, nên sò móng tay nó nổi lên cũng rất là nhiều luôn. Những chiếc ghe mà chuyên về lặn sò móng tay á, thì họ đã lặn qua chỗ đây rồi. Ghe lên tới lặn sau. Đây một con sò liếu to nữa nè. Tiếp tục là sò móng tay. Đó, sò móng tay nổi rất nhiều luôn. Đây một con sò mica. Tiếp tục là con sò mica nữa và con sò mực chán.
một con sò mai đá này. Con sò mai đá này thì còi nó nhỏ lắm, Linh sẽ bắt lên để chỉ cho cả nhà xem. Một con bạch tuộc nữa. Đây sò mình chán tiếp nè, hai con luôn. Một cái mánh của con sò móng tay đó, nước bây giờ thay đổi tiếp nè, nước thay đổi liên tục luôn, rất là khó hiểu. Một con vẹm tiếp, cả nhà thấy cái màu nước thay đổi liên tục luôn, rất là khó chịu nha. Đây một con bạch tuộc nữa đang nằm trong vỏ sò mai đá. Đây tiếp tục một con bạch tuộc nữa nè. Mình sẽ đập vỏ sò mica ra và bắt nó thôi. Con này cũng khá to. Đó, bạch tuộc nữa nè. Đây tiếp tục con bạch tuộc nữa. Bạch tuộc nơi đây thì có chỗ nhiều lắm, có chỗ thì không có đâu. Đây một con ghẻ, ghẻ so nha cả nhà. Dùng bụi nó đi qua, Linh phát hiện có một con bạch tuộc nữa này. Đây một con ghẻ tiếp, ghẻ đây ghẻ nhàn nha, ghẻ đây ghẻ đực, còn ghẻ so thì là ghẻ cái, nhưng mà giá cả thì như nhau thôi. Lúc này anh em bắt hải sản ít lắm nên trên ghe thì cháu Lính đang kéo Linh về, mà sò thì trong vợt ít nên Linh măng dòi hơi lên luôn nha. Linh măng dòi hơi lên nửa mặt nước rồi, thấy những cái lợn bợn xanh còn quá trời luôn nè. Những cái lợn bợn xanh này làm cho nước nó xanh và nó đổi màu. Đó, giờ Linh cũng măng lên cũng gần tới ghe rồi. Thì lên ghe Linh sẽ quay lại thành quả bội thu cho cả nhà xem. Nhưng hôm nay thì bội thu ít lắm. Ê, anh em mới làm 2k rồi cả nhà. Bữa nay cũng yếu ăn. Đang nấu ăn à, yếu rồi đó. Bạch tuộc quý ghẻ đâu nè, nãy Linh quay cho cả nhà xem. Đây ghẻ so. Ghẻ so ghẻ nhàn. Bắt mấy ghẻ đi ra, có ghẻ lụt nữa này, bỏ vô luộc luôn, chồng chồng chồng. Đang nè cả nhà. Bạch tuộc. Làm 2k rồi. Màu sò thì ít lắm. Trong đây em Mỹ đang luộc ghẻ. Luộc ghẻ đâm mới ớt ăn quá. Đây ghẻ đây. Đó, ghẻ
xuống anh em ăn cơm. Quay lại bên đây ghế, cháu Trọng đang băng nha. So ghế, đây ghế vàng nè. Ghế vàng, ghế so nè. Đổ mực cho con. Dồn lại một mờ, dồn lại một giọt. Nó tu hai. Dồn lại một bên xong cho bỏ tới dinh tới tới sô. Để lên tới trước quay sò cho cả nhà xem. 2k rồi mà làm không có bao nhiêu. Ca thứ hai lên thì toàn sò nước với móng tay nè. Có vợ ai đây bắt ốc rồi nè. Ngao hai còi nè. Còn ca hồi sáng này Linh không có quay. Đó hồi sáng là lặn có ngao nha cả nhà. 6 anh em cũng được như đây cũng khoảng 5-6 kg ngao lũ nè. Ngao đây cũng gần 1 năm giờ mới lặn lại nè cả nhà. Bởi Linh gọi ngao bự, đây là gọi ngao châu Phi nha. Rất to luôn. Bên này thì mực. Đó, mực tuột với mực nang cũng được chưa tới nửa xô luôn cả nhà. Ít lắm. Còn mai giấy nè, tăng sáng nè. Ca hồi sáng cả nhà. Có một con rất to luôn. Nè. Wow. Mai sọc thì được 4 con à. Đây cả nhà, cách phân biệt mai sọc và mai đá với mai giấy nè. Còn đây là con mai đá, còn đây mai đá thật nha. Còn con mai giấy này, con mai sọc. Để lên chỉ coi thử cục còi nào bự nha. Tại sao anh em không lấy con sò mai đá này? Vì cái cục còi nó rất nhỏ. Đó, đây đây là chạy để cho cả nhà đánh giá nha. Đây là con cục còi, con mai đá đực này. Anh em để ăn có
gì, có con gì bắt lên thì ăn cái đó thôi, không có đồ gì ăn mà ngon đặc biệt đâu cả nhà. Cả nhà lá vườn nha, đó cái em Mỹ mới luộc luôn nè, ngon vị nhàn nha. Con đây rất hiếm này, mắc mùa cũng 7-8 năm gần chục năm rồi. 7-8 năm em. Lạnh quá nói đớt luôn. Đây sòi dặn nha. Có bữa cơm trưa của anh em, mình mời tất cả cô chú anh chị ăn cơm cùng anh em nha. Nước hôm nay rất là lạnh luôn. Nó có trứng bán á, nên anh em mặc áo nhái và áo mưa này, đó em vẫn này mặc mà có 5 cái áo mưa à, lỡ cái áo nhái bên kia nữa, cái áo nhái bên kia thì cởi ra ăn đồ ăn cơm được cho nó thoải mái đó. Anh em mặc áo nhái vô để cho nó ấm áp làm cả nhà, nước giờ rất là lạnh. Đây Kina ăn sò mai lấy chanh nặng nè, đó wow đã không ngon. Nó chỉ ra rồi nặng chanh lên ăn luôn à. Ca này là ca thứ ba tại Linh sớm tắt lại cho ba ca cho nó ngắn video cả nhà, chứ để ba ca rất là dài luôn đó. Nước vẫn còn xanh, những cái lượng bợ xanh rất là khó chịu. Ok, giờ Linh đã tới đất rồi, mời tất cả cô chú anh chị tiếp tục ca thứ ba thôi. Đây một con bạch tuộc đầu tiên cho ca thứ ba đó. Nước nó đổi màu liên tục luôn cả nhà, rất là khó chịu. Đây Linh phát hiện có một con mực nang mini nữa nè. Wow, thấy không, nhấp nháy những cái miền đời rất đẹp luôn. Một con cá đuối ghim, cá đuối này nó đang mang bầu, Linh sẽ không bắt. Đây mà hai cái đĩa nó này cả nhà, cẩn thận hai cái đĩa này nha, nó mà đâm vô trúng tay mình là rất là nhức luôn. Đây một con bạch tuộc nằm mánh đất này. Đây một con mực nang mini tiếp. Wow, rất là đẹp luôn. Một con sò Mika. Đây một con bạch tuộc nữa. Tiếp tục con bạch tuộc nữa nha. Đây nên phát hiện một con ghẻ nữa nè. Đây ghẻ so tiếp. Giờ Linh sẽ lấy một sợi dây thun và băng càng nó lại. Đây cách băng ghẻ rất là đơn giản. Đây nó kẹp vào cái bàn tay của Linh. Rồi, quá tuyệt luôn.
Ok. Đó, một con bạch tuộc nữa này. Đây, một con bạch tuộc nữa. Lúc này Linh nghe cái mùi dầu chuối. Cháu Linh ở trên ghe đổ dầu chuối vào cái ống e để cho anh em nghe được cái mùi dầu chuối để tự động mang dây về nha. Trên ghe đang kéo cái vòi dây của Linh về này. Giờ Linh sẽ về dây tim và lên chuẩn bị chạy vào bờ thôi. Hôm nay bội thu rất là ít luôn. Còn là sò Mika ít có hải sản đắt tiền nha. Linh sẽ mang vòi dây hơi lên ghê luôn. Vì sò cũng ít. Nếu mà một quật sò đầy thì Linh sẽ không mang vòi dây lặn lên, mà phải dùng dây để cho trên ghê cháu Linh dục dây tim xuống cột vào. Chứ mang một quật sò đầy mà mang lên thì dễ bị nhức tay nhức chân lắm cả nhà. Đó, giờ Linh cũng đã sắp lên ghê rồi. Gì luôn á cái nhà. Con sò nước, sò Mika không à. Đây nó chắc làm thức chanh ăn à. Giặt này. Và giấy. Đó, ca thứ ba cả nhà. Không có sò luôn, chạy một hồi cả nửa tiếng đồng hồ được con Mika đó à. Đưa chúng sổ đen mấy bạn. Đây đây lên quay về sau này. Em bắt ghế mới bật ca thứ ba này. Đó, con tôm đây em show lụm lên. Tôm của ngư dân đánh bắt mực lá này. Đây bạch tuộc mới bắt lên này. Sau một ngày 3 ca lặn của 6 anh em nha cả nhà. Mika này được như đây gần 2/3. Còn sò giặt này, sò bánh chén, ốc giấy với điệp xếp. Cũng có con đây con diễm này. Nó điệp xếp rất to luôn. Đây ốc giấy còn gọi ốc phong, còn có nơi gọi ốc giấm. Sò bánh chén này. Sò liếu ở đây cũng rất là to luôn cả nhà. Bên này thì
ốc sò ngọt. Đó em show bắt được hang ốc. Với lại em Mỹ bắt một con sò ngọt lỡ đứa nào bắt một con nữa, Linh không có bắt con sò ngọt lỡ con ốc nào đấy. Sò quý u nữa nè. Rồi bên này thì sò móng tay. Khoảng 2 kg. Mật nang với bạch tuộc thì được nửa xô nha cả nhà. Ở đây đổ nước nhiều nè. Bên này nè sò mai giấy cũng được nửa xô. Này mai sọc thì khoảng chục con cả nhà. Rồi Linh cũng xin tạm ngưng video tại đây luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất. Cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho Linh bằng cách cho Linh một like, một đăng ký, cũng như nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Linh Thợ Lặn nha. Rồi bye bye.